lục bình. Đã chọn vô chém lục bình thúi, cái nước nó xả xuống mình sốc nước. Giống như bị sặc phèn hả con? Dạ. Nó quắp sao chịu nổi. Mấy con tôm này mà vậy như mấy thấy mấy thằng kia nó mò tôm nó quậy với nước đục thật là đục lên cái tôm bắt đầu vạt vạt cái bờ ráo rồi nó bắt. Mẹ nước sông giờ đen hôi luôn mà. Nước sông giờ đen hôi à. Nó có mùi luôn á. Có không anh? Bên đây giờ hết nổi luôn rồi. Bắt đầu giờ nổi khúc dưới á. Nước giờ xuống cái dưới sạch như ở dưới. Ngửi được mùi không? Trời, bịt khẩu trang. Tháo ra mùi lục bình húi. Mình đứng đây mà còn hôi muốn chi mấy con ở dưới lội dưới chịu sao nổi. Dạ sống không yên. Chặt thôi mà nước nó nhiều hết không bị sạc phèn hả con? Dạ nước con nghĩ nước chém lục bình ha. Một cái mới à. Giờ này mà có ở đây hai con đi cũng nãy giờ lụm nè được beo được nhiêu đây nè nửa ký hả mèo chết. Dạ ủa cái phi nó được sát mé hả con? Rồi nãy cũng thấy mấy cái chốt rồi nổi nữa nè. Ở dưới kia tụi con xảy hết hai con. Thằng beo cái vợt nó như cái chút xíu à. Nãy giờ bảy đống ngon quá ngon. Anh nói nãy con thấy chưa anh có con nào á? Giờ anh có rồi đó. Cái lóc này nè. Nè. Con này từ nãy giờ nè. Cái lóc nè, giờ liền á. Cậu, cá này đợi này nãy giờ luôn nè. Cái lóc đó. Thấy không? Đúng rồi, cái lóc. Lóc cứng nè. Lóc cứng. Thấy không cậu? Rồi xong. Lụm. Ồ, bắt hay ta. Dính. Bắt ngược. Ngược luôn. Nè. Chụp nó phóng lên. Không, gặp nó giật rồi không biết cứng muốn cứng đơ thì... muốn cứng hả không muốn cứng rồi. Ôi, đây là cái tủm này hả? Hồi nãy mà ở đây nó mổ 4 con mà Mười Hiền mới chụp lần 2 con luôn. Rồi xong đi nãy đi xuống không sao đi lên bóc. Mình đạp vỏ chứ. Quá trời đó. Làm kịp chạy ra sao hoài đó hả? Giật nó nhỏ quá. Nãy giờ ông bệnh ông làm được thì có quá trời à. Nãy giờ ông ghe bệnh. Thôi. Cá bự luôn. Chứ có mấy ở dưới cái nãy có bị bự hơn gì em nổ là đờ trời bá luôn hả má bị chồng nổ nó hết nói rồi chứ. Dạ yeah, mời anh diện anh chỗ nhà anh khuyên á chạy anh cá con chào bá luôn. Cái này mình nói chung ra nó không bự mà nó rồi cá động ăn cá đấy còn năm nay cá mới hả cậu? Không có bự dân lưới tôi không có được nửa ký. Dạ
Sao nãy tụi con đi không thấy cá phi nào không chạy? Mắt cá trắng phải không? Nó lòm trắng nhách. Dạ. Móc. Cái gì không? Ừ, còn sao con lấy đôi dép mang? Đi trần người đâu có mang được đâu. Miễn mà tập kích đây nè. Nãy cậu tôi không có chạy bển mà bển lục bình nhiều quá. Dạ. Nãy khi dưới không có. Dưới cầu. Cá nhảy ra rồi. Ở dưới cầu khúc mà dưới chỗ mà Út Kiệt á. Nãy có. Đi xuống lúc dưới luôn. Nãy hả? Nãy có dưới có hai bãi con xuống sảy hết hai con. Dạ, đi về luôn. Cô trên có không? Trên nước này u vậy chứ có bên kia người ta cũng đang bắt tôm. Ngày nãy tụi con lấy sảy hai con đây nè. Dạ. Uống cái nó trôi từ từ xuống nó sạc. Nhà. Cà phê gì này cậu à? Khúc đen cả nó hả? Chứ như này nãy giờ cũng đi không thấy cà phê nào. Dạ. Dạ. Làm gì vậy chú? Đi chọc cá. Nổi qua trời. Nước cuối nè. Này có thuốc không vậy? Này biết nè, không biết. Đâu?
này bị nước thối từ Thành Bình đó, ngay cầu kênh 18 nó cứ quắt nó chạy xuống nè. Tiền bạc gì quẹt của ai cậu? Hả? Của cậu hay vậy? Không phải. Tiền của ai vậy? Còn quẹt nữa, à, của cái anh mà nãy ngồi ngồi ở nhà con, chỗ nãy nhà con á. Cái anh mà khùng khùng nãy á, à, nãy mà ngồi định lụm mấy cái dừa cái mẹ con la đó. Đi lên cân cái nè. Lên chảnh á. Có đâu, bọn này không có bị nước cuối rồi, không cả nang cũng mới cách nay 2 bữa cũng lụm 3-4 tiếng nè. Sao, cái này không có đâu. Nước nó xuống này kiểu này nó sặc. Nó sặc chứ không phải thuốc đâu. Nó tưởng là mình thuốc cậu, gì. Cậu. Có thấy tôm không? Rồi, ra rồi. Ra rồi. Ập nó luôn cậu. Này cũng nghĩ không ai hút lâu, hút sao mà hút mạnh lớn vậy được. Đấy. Trời ơi. Trời. Nãy bị đâu? Nãy con bé quất 10 con đi về rồi. 10 con của nó bằng cặn ký đó má. Có không? Xô luôn à. Anh lấy chỉ anh chỉ luôn, có thằng An ở bển, thằng An biết bển có không? Nó nổi hả? Ừ. Chưa. Chưa. Này hút hả? Nước sắp lên. Hút nước chứ đâu. Hút hả? Hút hả? Ôi, có cá nữa. Cá cũng nổi hả? Nổi nổi khúc cho ảnh á, cá chịu sao nổi. Nó chém lục bình phải không cậu? Máy chém lục bình á. Xuống tay ngay chỗ dạ. Béo đi dứt cái này. Nước vô lượm nè, nãy lượm chở đi xe lượm còn dựng đó. Nổi lượm rồi trước cửa nhà không là 8 con rồi. Lượm đâu? Nó bà Mười Hiền bắt 3 con, nó bắt được 6 con, lát ngồi ngồi cho nó 2 con nữa. Lượm dưới đất hả? Ừ. Nó nổi nổi xét mé. Chụp. Về lấy cái giọt. Này là do nước nó bị sặc chứ không có ai. Giọt này vớt khỏi sảy luôn. Tôm. Tôm. Lục bình. Đã chởn vô chém lục bình thúi á. Cái nước nó xả xuống mày sốc nước. Giống như mày sặc khoèn hả con? Dạ. Nó quắt sao chịu nổi. Mấy con tôm này mà dạng như mấy thấy mấy thằng kia nó mò tôm nó quậy với nước đục thật là đục lên cái tôm bắt đầu vạt vạt cái bờ ráo rồi nó bắt. Cái nước rút cái yêu nó chặt. Chặt một bữa chặt 5-7 bữa nghỉ rồi. Chặt liên tục. Không thấy gì.
con cá bóng dừa chạy rồi. Đâu cá nào dọn dữ vậy? Nãy giờ ở đây biết bắt được mấy con tôm chưa? Dạ. Đây mà nội còn beo dưới mà mày hiền không 12 con à. Mày hiền cũng bắt hả? Có bắt được 3 con. Ôi con cá bóng dừa nè. Nè. Yeah. Ồ. Nó chịu hết nổi luôn rồi nè. Chịu hết nổi luôn. Lên đây nằm luôn. Nước này cũng bắt đầu có mùi rồi mấy bạn. Dạ. Chịu sao nổi. Coi mấy clip cũng thấy quậy quậy đục cái hột bắt. Sốt mắt à. Xe tao dẫn vô hả gì? Nước này cá lũi vô chết luôn phải không? Cũng muốn bắt có cái giọt cái gì. Anh nó nãy giờ vớt bên đó luôn, không đi luôn á. Nó vớt có chỗ nãy giờ luôn.
mê cái bãi đứng gặp bãi ca bãi đất nữa, đứng nữa. Nãy con với con Bèo chạy tới đây chạy về. Chạy tới xíu nữa được. Cậu chỗ này nè, cậu xuống chỗ này nè cậu. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cá. Nãy giờ cậu về lần nào chưa? Nãy giờ mấy con. Con đồng yên bún bún rồi nè. Nãy giờ đi lên tới 40 không có. Cái phi cũng chết trên đường nữa hả? Chết rào. Cái phi luôn hả cậu? Cái phi cũng chết nè. Trời ơi Bèo, to bự một cân rồi Bèo. Má cái phi dưới. Đá dầu nước cái phi bự chùm ba luôn nổi chứ. Đà 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 đà. Nè. Bún trên bờ luôn nè. Ừ, nó thấy sáng sáng không? Chụp. Trời ơi, lụm nhẹ mày. Gọn gàng quá vậy. Đâu? Trời ơi. Nãy giờ có mày ở nhà là mình lụm bột. Nãy mày có nhà mình lụm bột luôn á. Đâu, đâu, đâu. Chụp. Đến đi, hoang lại lên trên đi. Cầm đá túi. Nghe mày nắm tao đi. Trời ơi, nắm quần đi. Dính không? Trời ơi. Đã lột nó dối thôi. Bà mày hiền nãy bay mới chụp luôn á. Mượn coi. Để anh lội cho cưng bắt. Cưng vừa lội sao vừa bắt được. Quăng tôm đại lên bờ đi. Có không? Mắt hay sáng chừng à? Đâu? Đâu? Có đâu có má ơi. Có cá bóng à? Bóng nằm à? Đó. Nè thấy không? Bay xuống sợ ướt điện thoại. Nè còn nè. Nè. Nó thấy không?